Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn cho bài tập về nhà trong khóa tổng ôn 2. Bài tập của ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019 của chúng ta với chuyên đề về phần viết lại câu. Chúng ta sẽ theo dõi cho cô này. Với câu số 1 của chúng ta, chúng ta sẽ căn cứ cho cô bằng cấu trúc của practice. Cô sẽ có so practice cộng với nghĩa là thực hành làm gì vậy gì cả Rora đã thực hành chơi nhạc cụ rất là nhiều nhưng mà cô ta hardly hardly trong trường hợp này nghĩa là hầu như hiếm như không hiếm không đúng không ạ hiếm như thì cô sẽ có là cô ta đã thực hành chơi nhạc cụ rất là nhiều nhưng mà cô ta hầu như không thể cải thiện được vậy chúng ta sẽ có nếu như chúng ta dùng ý a là hardly when nghĩa là ngay khi hoặc vừa mới thì thì hóa dịch câu đấy là ngay khi cô ta thực hành chơi nhạc cụ nhiều cô ta có thể cải thiện Ý A không hợp lý với nghĩa của câu ban đầu Chúng ta sẽ có ý B của cô thì sao ạ? Ý B là nếu như cô ta thực hành nhiều Cô ta có thể cải thiện được Câu này của chúng ta là dùng điều kiện loại 3 Đúng ạ, điều kiện loại 3 Vậy thì ý B của cô không hợp lý Nó sẽ có ý C của chúng ta thì sao ạ? Người ta dùng however cộng với một tính từ Bạn nhớ cho cô chúng ta có cấu trúc như sau Tức là người ta dùng however cộng với tính từ cộng chủ ngữ vấp Thì cô ấy chúng ta dịch như sau mặc dù cô ta đã thực hành chơi nhạc cụ nhiều cô ta không thể cải thiện được vậy cô sẽ chọn được câu số 1 đáp án là ý c Nhớ nhá người ta dùng cấu trúc however cộng tính từ cộng chủ ngữ vấp nó sẽ bằng anh sau ạ nó sẽ bằng anh no meter sau no meter cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng chủ ngữ vấp nhớ nó còn bằng anh sau nữa nó còn bằng anh tính từ hoặc trạng từ cộng với s hoặc the cộng chủ ngữ vấp Yeah, cộng chủ ngữ vấp cũng có nghĩa là mặc dù. Vậy thì câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Xong câu số 1 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Với câu số 2 bạn lưu ý cho cô cấu trúc như sau, đó là cấu trúc pay a visit to somebody something. Nó sẽ bằng cấu trúc đó là cấu trúc visit somebody something. Nghĩa là gì đây ạ? Lucy đến thăm một trại mồ côi đúng không ạ? Local local of một trại trẻ mồ côi và cô ta sau đó về đã đi phái quyết định. Nhạ, chúng ta có cấu trúc decide to do something cô ta quyết định làm sao ủng hộ toàn bộ cái số tiền đúng không một phần cái số tiền tiết kiệm của cô ta cho trẻ con ở đó vậy cô sẽ có câu này như sau người ta dùng hardly when trong trường hợp này nghĩa là ngay khi ngay khi cô ta quyết định ủng hộ một phần số tiền tiết kiệm của mình cho những đứa trẻ đó thì cô ta đến thăm trại một cô vậy thực ra câu này của chúng ta sai về trình tự của thời gian chúng ta không chọn ý a à. ý b của cô sẽ là như sau ạ chỉ khi mà lucy đã quyết định ủng hộ tiền thì cô ta mới đến thăm cái trại trẻ mồ côi đấy Ý B cũng không hợp lý Vậy chúng ta sẽ còn ý C của chúng ta thì sao ạ? Ý C của cô là trước khi cô ta đến thăm đó Cô ta đã quyết định ủng hộ toàn một phần số tiền tiết kiệm của cô ta Ý C không hợp lý về nghĩa Vậy cô sẽ chọn ý D Ý D người ta như sau Nếu hai vế của câu đồng chủ ngữ Người ta có thể bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng having verb 2 Với điều kiện, đúng ạ? Nó nhấn mạnh một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác mình có dịch là khi mà cô ta đã đến thăm một trại trẻ mồ côi địa phương thì cô ta đã quyết định ủng hộ số tiền của mình ở đó, cho trẻ con đó. Câu 2 cô chọn ý D. Xong câu số 2 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta. Bạn của tôi đã không còn, đúng ạ, đã bỏ ăn đồ ăn nhanh. Vậy chúng ta sẽ có nghĩa là sao? Cô này nghĩa là sao? Bạn của tôi thi thoảng vẫn ăn, không phải. Người ta đã dùng stop cộng pháp in, tức là dừng hẳn việc đấy rồi. Ý yeah, A không phải. Ý B của chúng ta là bạn tôi không thích ăn đồ ăn nhanh. Ý B không phải. Chứ ý C là dịch là bạn tôi không còn ăn đồ ăn nhanh nữa Vậy cô sẽ chọn cô 3 đáp án là ý C Tại sao cô ba mình không chọn ý D Ý D là bạn tôi không bao giờ ăn đồ ăn nhanh Không phải, ngày xưa có ăn nhưng bây giờ bỏ rồi Câu 4 này You should take care Bạn nên chăm sóc sức khỏe của bạn tôm Mẹ của tôm nói Vậy câu này của cô mang đến chất khuyên bảo I promise to work hứa làm gì Vậy dịch là mẹ của tôm hứa chăm sóc sức khỏe của anh ta Không phải nhớ yeah, promise to do something hứa làm gì Ia yeah, không phải Mẹ của tôm ra lệnh cho anh ta chăm sóc sức khỏe Chúng ta sẽ có cấu trúc Order somebody to verb Ra lệnh cho ai làm gì Vậy câu này cũng không hợp lý về nghĩa Ý C chúng ta sẽ có cấu trúc Đó là cấu trúc require somebody to verb Đề nghị ai, yêu cầu ai làm gì Chứ vậy ý C của chúng ta cũng không hợp lý Vậy cô sẽ chọn được câu 4 đáp án là ý D Mẹ của tôm khuyên anh ta chăm sóc sức khỏe của mình Xong câu số 4 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta The report Cái bài báo cáo đó báo cáo Họ báo cáo rằng đúng ạ cái ô nhiễm đất đã thực sự đe dọa cái kế sinh nhai của rất nhiều những bác nông dân địa phương vậy chúng ta sẽ có câu số 5 của chúng ta chúng ta sẽ có như sau này viết lại câu này bằng the livelihood kế sinh nhai của rất nhiều các bác nông dân được báo cáo là were reported nhưng mà ở câu này của cô người ta dùng report là hiện tại đơn thôi Vậy nếu câu này có bị động thì nó phải là e reported chứ không phải were reported Ý A sai Ý B, người ta báo cáo rằng Cái kế sinh nhai của các bác nông dân Đúng là cái cái, cái, cái cái việc sinh sống của các bác công nhân viên đã dẫn tới cái việc ô nhiễm đất. Ý B của cô không đúng với nghĩa của câu ban đầu. Ý, ý nghĩa của câu ban đầu là vì ô nhiễm đất nên ảnh hưởng đến cuộc sống của các bác nông dân cơ. Ý C của cô thì sao ạ? Ô nhiễm đất được cho là đã gây ra sự đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của các bác nông dân. Vậy cô sẽ chọn được câu này của chúng ta, đáp án là ý C. Chờ đáp án IC cho bạn nhớ cho cô như sau E reported Câu này của cô sẽ là bị động đặc biệt loại 1 này Cô nhắc đến kiến thức đó thôi Còn nếu như các bạn mà chưa chắc phần nó Thì các bạn phải học lại chuyên đề bị động đặc biệt đấy cho cô như yeah. Tiếp này chúng ta sẽ có như sau Trong này chúng ta có một cấu trúc là cấu trúc Pull a threat to somebody Gây ra mối đe dọa cho ai hoặc cái gì Vậy câu số 5 chúng ta sẽ chọn đáp án là IC Xong câu số 5 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta anh ấy có thể hoàn thành cuốn sách nhận yeah. đó là bởi vì có sự giúp đỡ của vợ vậy dịch là giá mà người ta dùng if only là giá mà giá mà anh ta có thể hoàn thành cuốn sách không phải chưa chúng ta sẽ có ý bệnh nếu như không vì sự giúp đỡ của vợ anh ta không thể hoàn thành cuốn sách nhưng mà câu này của cô có vua là quá khứ nếu quá khứ mà viết bằng điều kiện nó phải điều kiện loại ba ý này cô đang điều kiện loại hai ý b sai rồi Ý C của cô thì sao ạ? Nếu như không có sự giúp đỡ của vợ anh ta Anh ta không thể hoàn thành được cuốn sách Vậy câu 6 cô chọn đáp án là ý C Từ đó mình hiểu rằng without cộng một cụm danh từ Phía đằng sau của chúng ta dùng chủ ngữ cộng út hoặc could have verb 2 Là một hình thái của điều kiện loại 3 yeah. nhưng mà chúng ta sẽ có Tại sao mình không chọn ý D? Without với but for dùng như nhau Nhưng mà câu này cô điều kiện loại 3 thì phía đằng sau của nó phải là could have verb 2 Nên ý D sai Xong câu số 6 xin mời sẽ chuyển được cô sang câu số 7 của chúng ta đội bóng rổ biết là họ thua trận họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau ia lại gặp lại từ hardly quen nghĩa là ngay khi này ngay khi đội bóng biết rằng họ thua họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau vậy ia của cô đúng tại sao mình không chọn ý b không những họ đúng không không những đội bóng đó thua mà còn họ đổ, mà còn đổ lỗi cho nhau ý b của cô không đúng đúng về mặt ngữ pháp dolly but as well nhưng không đúng về nghĩa Ý C là ngay khi đội bóng đó bắt đầu đổ lỗi cho nhau thì họ biết là họ thua Cái này sai về trình tự thời gian, đúng không ạ Ý đây là ngay khi họ đổ lỗi cho nhau thì đội bóng biết là họ thua Ý đây của cô cũng sai về trình tự thời gian Câu số 8 của chúng ta này Người ta tin rằng một người đàn ông có vũ khí đã thực hiện cái vụ tấn công này Vậy cô sẽ có vụ tấn công này được tin là đã thực hiện Ý C, ý A của cô sai về nghĩa rồi Ý B này, một người đàn ông đơn độc, đúng không ạ? được cho là đã tiến hành cái vụ nhợ một người đàn ông có súng này được cho là đã tiến hành cái vụ tấn công này vậy câu số 8 cô sẽ thấy là người ta dùng a single man đúng không a single man a single, a single gun man nên làm chủ ngữ ở câu động từ cô là believe là hiện tại bị động nó sẽ là e believe động từ đằng sau kia cô là quá khứ đằng trước hiện tại đằng sau quá khứ khác thì nó dùng to have a p hai vậy cô 8 cô chọn đáp án là ib e Tại sao cô 8 mình không chọn ý C? Nếu người ta đã dùng ít y thì nó phải có that ở đằng sau. Ý C của cô sai. Tại sao mình không chọn ý D? Người ta tin rằng cái vụ tấn công đó đã được thực hiện bởi một người đàn ông có súng. Nhưng mà cái câu đằng trên của người ta đang dùng quá khứ đơn ở dưới mình dùng bị động của hiện thành là sai về thì rồi. Vậy cô 8 chưa chọn đáp án là ý B. Sang câu số 8 chuyển đến câu sang câu số 9 của chúng ta. I'm sorry. Câu đấy của chúng ta sẽ là câu mang chất xin lỗi đúng không ạ? Tôi xin lỗi tôi không làm bài tôi đã không làm bài tập về nhà. Cái cô sẽ có là thằng bé Thằng bé làm sao Chúng ta sẽ có ý D của cô Refuse to do something Từ chối làm gì Thằng bé từ, thằng bé từ chối làm bài tập về nhà Ý D không phải Ý C đi nay cộng với phủ nhận làm gì Bản thân từ đi nay là phủ nhận Thì nó không còn cái từ nốt này nữa Ý C sai rồi Ý B của chúng ta Thằng bé nói rằng Nó rất là làm tiếc Nó sẽ không làm bài tập về nhà Ở trên nó dùng đứt đừng Mà dưới dùng út đừng là sai rồi Vậy cô sẽ chọn ý A Ý A đây sẽ chính là cấu trúc Admit verb vâng in Thừa nhận làm gì Thằng bé thừa nhận không làm bài tập về nhà Vậy cô sẽ chọn được câu 9 là ý A. Sau câu số 9 chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Bạn có thể ở trong căn hộ đó miễn phí Ad long ấy, với điều kiện là bạn trả hóa đơn thanh toán tiền điện tiền nước. Thì cô sẽ có là bạn có trả hóa đơn hay ở trong khách sạn hay ở trong cái căn hộ đó thì nó vẫn là miễn phí. Người ta dùng cấu trúc whether or uh, có hay là không ý A sai. Nếu như không có hóa đơn được thanh toán, bạn có thể ở trong cái căn hộ đó miễn phí, ý B sai về nghĩa. Cho ý ý C của chúng ta là Trừ khi cái hóa đơn đó à, sorry, Trừ khi cái căn hộ đó miễn phí hóa đơn Bạn không thể ở đó Ý C cũng sai về nghĩa Vậy cô chọn câu 10 đáp án là ý D với từ provided Với điều kiện là bạn trả hóa đơn Bạn có thể ở trong căn hộ đó miễn phí Ok các bạn thân mến, vậy là cô đã chữa cho các bạn được từ câu số 1 đến câu số 10 rồi Chúng ta cùng chuyển sang phần video tiếp theo Cô sẽ chữa từ câu số 11 đến câu số tiếp theo 25 nhé